vỏ thì mới ngọt. Bà My đâu rồi? Ra đây tôi tính sổ nè. Sáng sớm á bạn Thi chưa ăn cái gì hết, vô tình lướt lại á thấy cái bình luận. Mà khoan, có bạn nào thấy cái gì không? Chỉ bạn Thi làm một món từ cái này, mình sẽ hốt nó lấy mật á rồi làm món ăn nha. Để dằn lại cái sự chua lè chua lét thì nghe đâu á là mít non có thể ăn được. Mèn đét ơi, một buổi sáng của bạn Thi đầy sự chua chát á là đây. Ta nấu trái mít non nó chát á, nuốt muốn nghẹn cổ luôn á cả nhà. Mà hồi nãy á chắc trái tắc nó còn xanh á nên chưa có ngọt. Nên bạn Thi đã đi cả vườn á kiếm cái trái thiệt là chín. Và khi ăn á trái tắc chín thì nhà bạn nào có cây tắc thử ăn hết cả vỏ xem cái vị ngọt nó như thế nào nha.